My dear brother and sister around the world, my name is Brother Jimmy. I am the prophet of God. And this is a message for all leaders around the world. And of course, to all the religious leaders. As you know, the Almighty God, Jesus Christ, appeared in the sky, warning to all nations. The Almighty God, Jesus Christ, calling out loud that we all need to repent our sin and turn ourselves to the Holy God, Jesus Christ, while we can. You can get on the website faithgodjesuschrist.com to see the truth, proof 100%. At the same time, you must help me to deliver this wonderful message from the Almighty God to all the brothers and sisters around the world to know as soon as possible. And do not delay anymore. Because if you delay, that means you are already controlled by Satan's power. They are appear in the sky. The Almighty God allowed them to appear in the sky for you and me. Easy to compare. Either we be with Jesus Christ and be happy, or Satan will get you. And after you die, your soul will be burned like this for many thousand years and very hot. And this is no joke. This appear in the sky. The Almighty God tell me to capture this, to send to you. Remember, you must help me to deliver this wonderful message from God to all the brothers and sisters around the world to know as soon as possible. And we do have more than 7 billion brothers and sisters around the world need to know about this important warning from the Almighty God. Any morning light, feeling things going to be alright. Look into your back window, yes. Sometimes you wonder where the place is for you to go. Maybe you put you up so high, yes, but you know Jesus Christ, we can always try. Look ahead, you're gonna find your freedom. The freedom you're looking for.
sound of higher freedom. Freedom, the way you're looking for. Freedom, you can change the line, yes. The line is a twine, but I'm for life. The way we are today. If you got a good feeling, right, you better turn yourself to Jesus Christ. Brother and sister around the world, please send check or money order to Faith God Jesus Christ Ministry. Address 13372 Golden West Street, street number 205, Westminster, California 92683. Thank you for your time. Thank you. Kính thưa đồng bào quý mến, đây là khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra trên mây, và Hội đồng Quân y Việt Nam và nhân loại đã chụp được. Và liên tục sau đó thêm 10 phép lạ nữa tỏ hiện ra, cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và Thiên Chúa Giêsu khẩn cấp kêu gọi toàn thể đồng bào nhân loại chúng ta hãy mau mau sám hối gấp, lập công chuộc tội hoặc là lập công bồi đức. Vâng lệnh Thiên Chúa Giêsu thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Hóa hầu nhờ đó nhân loại nhiều người sẽ được cứu rỗi. Đồng bào nhớ mau mắn vào trang website của chúng ta là faithgodjesuschrist.com để xem xét chi tiết về 12 phép lạ của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng tỏ hiện ra trên mây để dẫn dắt nhân loại làm cách nào để được cứu rỗi vào thời tận diệt đang bắt đầu xảy ra. Nhớ vào trang website của chúng ta gấp xem xét 12 phép lạ của Cha Trời Giêsu tỏ hiện ra dẫn dắt nhân loại qua khỏi thời tận diệt đang bắt đầu xảy ra. Và đồng bào có thể in tất cả những hình ảnh này trên trang website của chúng ta miễn phí. Và đồng thời đồng bào có thể sang nhạc Thiên Nhạc Tĩnh Tâm của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng trên trang website của chúng ta. Và nhớ làm bổn phận của mình, phụ giúp chúng tôi làm việc gấp. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào.